chào các em. Trong tiết học thứ nhất thì cô đã giới thiệu với các em những cái phần chính trong yêu cầu cần đạt của bài Sức hấp dẫn của truyện kể. Và tất nhiên những yêu cầu cần đạt ấy trong mỗi một tiết học cụ thể, trong mỗi một cái văn bản đọc cụ thể, cô sẽ lại nói lại với các em những cái yêu cầu cần đạt cụ thể hơn để chúng ta có thể biết cái đích hướng tới cho mỗi bài học. Trong cái tiết thứ nhất thì cô cũng đã nói với các em những cái tri thức ngữ văn mang tính công cụ. Những cái phần tri thức ngữ văn ở phần đầu của mỗi một bài học của các em, những tri thức mà các em có thể tự mình đọc, suy ngẫm và kiểm chứng trong quá trình chúng ta tiếp cận với văn bản. Tuy nhiên là cô cũng đã có những cái khái lược cụ thể hóa để các em có thể hiểu hơn những cái khái niệm mang tính công cụ ấy, giúp cho các em trong quá trình tiếp nhận kiến thức sau này nó sẽ tích cực hơn, chủ động hơn và trong một cái tâm thế tốt hơn, đúng không? Khi mà chúng ta thấu hiểu được ví dụ như là thế nào là sự kiện, hay là câu chuyện hay cốt truyện hay là chuyện kể, hay là những cái khái niệm mà nó liên quan đến cái nội dung văn bản như là nhân vật chẳng hạn, hay là cụ thể hơn về thể loại như là thần thoại nhá. Hôm nay cô trò mình sẽ đi vào tiết học thứ hai, đó là đi vào những cái văn bản cụ thể, chuyện về các vị thần sáng tạo thế giới. Đây. Chúng ta đã nhìn hình ảnh của các vị thần sáng tạo thế giới và chúng ta cũng có thể đã nhận ra phần nào ba vị thần mà chúng ta sẽ tiếp cận trong ba cái văn bản đọc 1, 2 và 3. Đó là thần trụ trời, thần sét và thần gió. Đúng không? Tuy nhiên như là cô đã nói lúc đầu, trong mỗi một cái bài cụ thể, mỗi một tiết học cụ thể, cô sẽ nhắc lại những cái yêu cầu cần đạt mang tính chất cụ thể hóa, những yêu cầu mà chúng ta nó sẽ gắn với, phù hợp với những cái văn bản mà chúng ta hướng đến trong cái tiết học này. Chúng ta sẽ cô nhắc lại với các em những cái yêu cầu cần đạt cho cái phần văn bản mới. Thứ nhất là học sinh nhận biết được đặc điểm cơ bản của truyện thần thoại nói chung và từng nhóm truyện nói riêng. Cụ thể ở đây đó là cái khái niệm về thần thoại suy nguyên. Ở đây có hai khái niệm là thần thoại suy nguyên và thần thoại sáng tạo. Thế nhưng để hướng tới ba cái văn bản đọc về thần trụ trời, thần sét và thần gió thì các em đặc biệt quan tâm cho cô khái niệm thứ nhất, thần thoại suy nguyên, và nắm chắc được những cái dấu hiệu của thần thoại suy nguyên, hiểu được thần thoại suy nguyên là loại thần thoại như thế nào. Một cái yêu cầu thứ hai là các em phải nhận biết và phân tích được các yếu tố cơ bản trong chùm chuyện về các vị thần sáng tạo thế giới, ví dụ như là cốt truyện, thời gian, không gian, nhân vật nhé. Thì đây là cái yêu cầu cần đạt thứ hai. Một yêu cầu thứ ba nữa rất quan trọng, đó là các em phải nhận thức và lý giải được, hiểu được cái cách nhận thức và lý giải thế giới tự nhiên của người xưa nhé. Thấy được cái vẻ đẹp một đi không trở lại. Đây là cụm từ của Marx khi mà nhận xét về sử thi, nhận xét về thần thoại. Cái vẻ đẹp một đi không trở lại là vẻ đẹp làm nên cái sức hấp dẫn riêng cho thể loại thần thoại. Đây là một cái yêu cầu cần đạt rất quan trọng mà các em cần nhớ. Như vậy là cô đã khái lược cho các em ba cái yêu cầu cần đạt để các em có thể nắm bắt được và có cái định hướng trước cho mình để mình hiểu được, kiểm chứng được. Và sau đó thì sau khi chúng ta tìm hiểu xong ba cái văn bản 1, 2, 3 về thần trụ trời, thần sét và thần gió thì lúc đấy các em có thể cảm nhận được chúng ta đã đi được đến đâu, nắm bắt được điều gì trong ba cái yêu cầu cần đạt ấy nhé. Bây giờ cô trò mình sẽ đến với phần thứ hai, đó là hướng dẫn đọc văn bản. Tất nhiên là cô sẽ hướng dẫn các em đọc văn bản. Và trong cái phần hướng dẫn đọc văn bản này chúng ta sẽ đi vào ba cái nội dung cơ bản. Đó là khởi động. Chúng ta sẽ có một đôi ba cái lưu ý, những cái có thể là những câu mà cô hỏi các em trước khi chúng ta đọc văn bản. Sau đấy là chúng ta sẽ đến với quá trình đọc văn bản. Và khi đọc văn bản, các em nhớ lại bài đầu nhé, cái bài tiết 1 ấy. Trong cái bài đầu tiên khi cô giới thiệu cho các em cái cấu trúc từng bài học, có 9 bài học đúng không? Trong sách ngữ văn lớp 10 mới thì từng bài học có cái cấu trúc như thế nào. Thì chúng ta trong cái khâu thứ hai là đọc văn bản, chúng ta sẽ có những cái lưu ý về những cái trong khi đọc, đó là chúng ta lưu ý từng cái thẻ đọc ở bên tay phải của mỗi một trang sách của các em, đúng không? Và cuối cùng là cái phần quan trọng nhất, phần mà chiếm nhiều thời gian nhất, đó là phần khám phá văn bản. Và phần này đây chính là chúng ta, cô trò mình sẽ cùng tổ chức những hoạt động. Cụ thể chúng ta sẽ hướng tới giải quyết tất cả những câu hỏi những trong cái phần trả lời câu hỏi sau mỗi một cái văn bản đọc. đúng không nhé. Thì đây chính là phần mà sau khi đọc xong văn bản thì chúng ta phải làm việc để khám phá cái văn bản ấy, để chúng ta hiểu được những giá trị nội dung, những giá trị nghệ thuật của mỗi một văn bản hướng tới cái yêu cầu cần đạt như thế nào nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, phần khởi động. Trong cái phần khởi động này cô đặt ra một cái tình huống trong giao tiếp như thế này. Trong quá trình giao tiếp, nhiều khi các em có thể chúng ta nói chuyện với nhau, nói một cái chuyện gì đấy, nhiều khi chúng ta cũng cường điệu lên một chút, chúng ta hư cấu một chút để tạo ấn tượng cho người nghe. Thế thì khi mà các bạn nghe cái câu chuyện của em thì các em thấy là có bao giờ các bạn đã nhận xét một câu như thế này: trời, câu chuyện của bạn nghe cứ như thần thoại thế. Thế thì nếu như em nghe một câu chuyện ấy, nghe một cái câu nói ấy, một cái lời nhận xét ấy, nếu như có ai trong giao tiếp mà một ai đó nhận xét em, cái câu chuyện của em như vậy, thì em nghĩ là họ muốn nói điều gì về câu chuyện của em? Đúng không? Đấy. Thì người ta có thể nói rằng câu chuyện của bạn khó tin quá. Vậy thì khái niệm thần thoại nó gắn với một điều hoang đường quá, khó tin quá, tôi không thể tin nổi. Thay vì là bạn ấy nói là tôi không thể tin nổi câu chuyện của bạn, câu chuyện của bạn hoang đường quá, thì bạn có thể dùng một từ liên quan đến cái thể loại mà hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận qua 3 văn bản đọc. Văn bản về thần trụ trời, thần sét và thần gió. Đó là văn bản được thiết kế, được người xưa sáng tạo theo cái thể thần thoại, thể loại thần thoại, đúng không? Đây là một cái câu hỏi thứ nhất giúp cho các em có thể hình dung ra, à vậy thì một trong những cái đặc điểm của thần thoại là gì? Khó tin quá, hoang đường quá, nhưng mà thật ra nó lại rất hấp dẫn, đúng không? Thế thì đấy là một cái điều thứ nhất mà trước khi đọc vào từng văn bản cô muốn hỏi các em. Thứ hai là cô muốn hỏi các em một câu này: em đã bao giờ đọc một chuyện hoặc là nghe một câu chuyện, đọc một cái chuyện kể trong văn bản, trong sách, hay là nghe một ai đó kể một câu chuyện, hay là thậm chí em đã xem một bộ phim nào đó mà có nhân vật chính là một hoặc là nhiều các cái vị thần hay chưa? Đã bao giờ chưa? Và ấn tượng của bạn, ấn tượng của em khi các em nghe, các em đọc hoặc là các em xem những cái chuyện kể hoặc là những câu chuyện hoặc những bộ phim ấy có nhân vật chính là những vị thần ấy, ấn tượng của em là gì? Đó, đây là một cái điều mà cô muốn gợi cho các em suy nghĩ, các em nhớ lại ở trong tâm trí của em. Ví dụ như cô thử gợi ý nhé. Ví dụ như em đã bao giờ em đọc hoặc là em nghe kể về Lạc Long Quân và Âu Cơ chưa? Nghe kể về sự tích Trăm Trứng chưa? Hay là em đã nghe hay là đã xem những cái bộ phim về thần thoại Hy Lạp, hoặc là về những cái nhân vật như là Asin, Hector hay là thần rớt, thần mặt trời hay chưa? Đấy, thì và ấn tượng của em về những cái tác phẩm ấy như thế nào, về những bộ phim em đã xem, những câu chuyện em đã nghe kể, những chuyện kể em đã đọc, em có ấn tượng như thế nào? Nhá. Em có thấy nó hấp dẫn không? Có thấy nó hoang đường không? Thấy kỳ lạ không? Thấy phi thường, thấy tuyệt vời không? Vân vân. Này, thì đây là những câu hỏi mà cô muốn lưu ý các em trước khi chúng ta vào cái quá trình đọc văn bản. Đó. Thì đấy là phần thứ nhất. Bây giờ sau cái phần khởi động đầu tiên ấy, với những cái lưu ý ấy của cô để gợi nhắc cho các em là có cái ấn tượng đầu tiên khi mà chúng ta vào với cái thể loại rất là mới mẻ, rất là hấp dẫn, cái thể loại mà như Marx nói một đi không trở lại, đó là thần thoại. Thì bây giờ chúng ta sang phần thứ hai của tiết học nhé. Cô trò mình đi vào phần đọc văn bản. Nào. Lần lượt chúng ta sẽ đến với 3 văn bản. Văn bản thứ nhất, bởi vì mỗi một văn bản rất là ngắn cho nên là cô sẽ có thể sẽ đọc nhanh cho các em. Và chúng ta luôn nhớ đây là cái hình thái học online. Vì thế cho nên là thay vì cái hoạt động tương tác giữa thầy và trò thì cô sẽ làm phần lớn những cái hoạt động đấy và tạo cho các em, nếu như là hệ thống câu hỏi thì sẽ có thời gian cho các em suy nghĩ và sau đó thì cô sẽ trả lời. Có đúng không? Nhá. Thế thì với cái văn bản thứ nhất, bây giờ chúng ta đi vào văn bản thứ nhất, thần trụ trời. Và đây là quá trình đọc văn bản cho nên các em đặc biệt lưu ý cho cô cái hệ thống thẻ ở bên tay phải, đó là những cái ô chữ ở bên tay phải của mỗi một trang sách, đúng không? Và mỗi một cái thẻ đấy, như cô đã giới thiệu trong cái tiết học đầu tiên của chúng ta, đó là cái cấu trúc của từng bài học. Thì các em thấy là mỗi một cái thẻ đó là có những cái lưu ý các em về chiến lược đọc, về cái sự các em quan tâm của các em mà người ta gợi nhắc cho các em, để các em đọc một cách có chất lượng hơn, hữu ích hơn nhé. Thần trụ trời. Thuở ấy chưa có vũ trụ, chưa có muôn vật và loài người, trời đất chỉ là một đám hỗn độn, tối tăm và lạnh lẽo. Lúc đó, tự nhiên có một ông thần thân thể to lớn không biết bao nhiêu mà kể. Chân thần bước một bước, cứ như bây giờ từ tỉnh này qua tỉnh nọ, hay là từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia. Như vậy là cô đã đọc cái đoạn đầu tiên của văn bản thứ nhất, Thần trụ trời. Và trong cái đoạn đầu tiên này, chúng ta có thể thấy là đã phần nào đáp ứng được cái yêu cầu, cái lưu ý ở trong cái thẻ số 1, đúng không? Thẻ số 1 ở bên tay phải trang giấy, đó là chú ý các chi tiết mở đầu câu chuyện. Và chúng ta hãy xem là trong các chi tiết mở đầu câu chuyện này ấy, thì thần thoại, thần trụ trời đã đưa đến cho chúng ta những cái tri thức gì, những cái kiến thức gì, những điều gì mà chúng ta cần phải nắm bắt, cần phải lưu tâm nhá. Thứ nhất, chúng ta có thể thấy được cái không gian. Một cái không gian của cái chúng ta thấy là thuở ấy khi chưa có vũ trụ, chưa có muôn vật và loài người, trời đất chỉ là một đám hỗn độn, tối tăm và lạnh lẽo. Thì ta thấy là cái không gian, đây là cái điều đầu tiên mà chúng ta cảm nhận nhờ cái sự nhắc nhở của cái thẻ thứ nhất, đúng không? Chú ý cái chi tiết mở đầu câu chuyện. Cái điều mà nhiều khi chúng ta hay là bỏ qua, đúng không? Nhiều khi chúng ta đọc một câu chuyện thì những cái đoạn mở đầu kết thúc nhiều khi chúng ta cũng không chú ý lắm. Và chúng ta muốn chú ý luôn vào cái tình huống chuyện với những chi tiết, những sự kiện, những biến cố. Nhưng với thần thoại thì những cái chi tiết đầu tiên này đã rất đáng để chúng ta phải lưu tâm. Với cái câu mở đầu ấy ta thấy không gian của thần thoại. Đây là không gian của một cõi hỗn mang, hỗn độn. Nó không có cái gì minh bạch sáng tỏ, nó tăm tối và lạnh lẽo. Cái tăm tối trong cảm nhận của thị giác, cái lạnh lẽo trong cảm nhận của xúc giác, có đúng không? Đấy là cái cảm nhận thứ nhất, theo cái lưu ý của cái thẻ đầu tiên. Thứ hai là chúng ta có thể thấy được thời gian. Có thấy được thời gian không? Khi không có một câu chỉ dẫn cụ thể về thời gian, không có một câu kể cụ thể về thời gian, nhưng chúng ta vẫn thấy được thời gian nếu các em để ý đến những câu này. Thuở ấy chưa có vũ trụ. Thuở ấy, đây là một cụm từ luôn gợi đến một thời gian xa xăm và xưa cũ vô cùng. Sau đó, lúc đó tự nhiên có một ông thần thân thể phi thường, vân vân. Thế thì có hai cái từ mà gợi đến thời gian. Thuở ấy, lúc đó. Cái từ ấy trong tiếng Việt thú vị lắm các em ạ. Cái từ ấy là một cái đại từ chỉ định mà nó sẽ có một cái khả năng là nếu như nó đứng đằng sau những danh từ chỉ thời gian như là thuở, như là lúc, như là hồi, như là ngày, ngày ấy, thuở ấy, lúc ấy, hồi ấy, thì nó sẽ đẩy cái thời gian mà chúng ta đang hướng đến ấy, về một cái quá khứ xa xăm vô cùng, xưa cũ vô cùng. Cho nên chỉ cần một từ thuở ấy thôi ta đã thấy được cái thời gian ở đây. Thuở ấy là thuở nào? Không biết, không rõ. Thấy nó mơ hồ, nó không xác định được rõ ràng. Giống như những từ rất quen thuộc trong cổ tích, ngày xưa, ngày xưa, không nhớ rõ năm nào, thuở nào. Thì ở đây cũng thế, thuở ấy, lúc đó. Đó ấy rất mơ hồ, đúng không? Và nhất là cái từ thuở ấy xa xăm vô cùng, xưa cũ vô cùng. Đấy là cái mà chúng ta thấy được một cái yếu tố thứ hai trong thần thoại, trong cái câu chuyện đầu tiên về thần trụ trời. Ta thấy không gian, ta thấy thời gian. Không gian của cõi hỗn mang tăm tối lạnh lẽo, thời gian xa xăm mơ hồ không xác định. Và ta thấy một điều thứ ba nữa trong những chi tiết mở đầu câu chuyện, đó là gì? Một vị thần xuất hiện, hình dạng, hoạt động, tầm vóc, tất cả đều rất phi thường, đúng không? Thân thể thì to lớn không biết bao nhiêu mà kể. Mỗi một bước chân thì cứ như là đi từ tỉnh này, như là bây giờ ta hình dung đi từ một bước chân đi từ tỉnh này sang tỉnh kia, từ đỉnh núi này sang đỉnh núi nọ vậy. Quá phi thường, đúng không? Đấy là cái hình dạng, cái tầm vóc của thần. Thế còn hành động của thần thì Bây giờ cô đọc một vài câu nữa nhé về cái hành động của thần. Theo cái thẻ, theo cái lưu ý của thẻ thứ hai, đó là hình dung vóc dáng và những hành động của thần trụ trời. Thần ở trong đám mờ mịt hỗn độn đó không biết đã từ bao lâu. Đây cũng là một cụm từ khả dĩ giúp cho chúng ta thấy rõ hơn được cái yếu tố thứ hai của thần thoại, đó là thời gian. Thời gian mơ hồ không xác định, thời gian xa xăm xưa cũ nhé. Thần ở trong đám mờ mịt hỗn độn đó không biết đã từ bao lâu, đến một hôm. Một hôm cũng là một khái niệm thời gian không xác định. Bỗng dưng đứng dậy, dùng đầu đội trời lên rồi đào đất, đá, đắp thành một cột. Vừa to vừa cao để chống trời. Cột được thần đắp cao lên chừng nào thì trời tựa như một tấm màn được nâng cao lên chừng ấy. Thần cứ một mình cậy cục đắp, cột đá càng cao chót vót, càng đẩy trời lên mãi. Từ đó trời đất phân làm hai, đất phẳng như cái mâm vuông, trời ở trên cao như cái bát úp, chỗ giáp giới giữa trời và đất gọi là chân trời. Như vậy, tầm vóc thì lớn lao, hình dạng thì phi thường, và hành động quả thật là kỳ vĩ tuyệt vời. Hành động mà chúng ta thấy là chỉ có một mình thần thôi, giữa cõi hỗn mang mênh mông ấy, một mình thần cậy cục đắp, đào đất rồi đắp đất đá thành cái cột. Cột cao đến đâu bầu trời nâng lên đến đấy. Và trời và đất không còn là một cái cõi bùng nhùng hỗn độn như trước đây nữa, mà phân đôi ra. Trời vòi vọi trên cao như cái bát khổng lồ úp xuống, đất thì chúng ta thấy là phẳng vuông ở bên dưới, có trời có đất. Thì như vậy là chúng ta thấy là một vị thần, đây là yếu tố thứ ba trong thần thoại đầu tiên của chúng ta, đó là một vị thần xuất hiện với hình dạng và hành động rất phi thường, rất kỳ vĩ, rất lớn lao, đúng không? Chúng ta sẽ đến với văn bản đọc thứ hai về vị thần thứ hai, đó là thần Sét. Các em chú ý cho cô cái thẻ thứ nhất trong văn bản thần Sét, đó là chú ý các chi tiết miêu tả công việc và tính khí của thần Sét. Và ở trên bảng thì các em, cô sẽ có thêm một vài cái lưu ý nữa. Đó là các em lưu ý những nét chính, những nét miêu tả và kể lại rất đặc sắc về thần Sét, từ gương mặt của thần, giọng nói của thần, công việc của thần. Rồi sau đó là những chi tiết về tính khí của thần. Và sau đó nữa, thậm chí thần nhưng mà hình như cũng rất giống người, rất giống con người của chúng ta. Đó là thần nhưng không phải là hoàn hảo, trọn vẹn, mà cũng có khi có những sai lầm, có những khi có những chảnh mảng, có những khi có những điểm yếu rất con người nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ, cô sẽ nói với các em một đôi nét, cô sẽ đọc cho các em một đôi đoạn, vài câu về thần Sét để làm rõ được những cái thẻ đọc ở đây, những cái lưu ý ở đây nhé. Trong đám tướng lĩnh của Ngọc Hoàng, trước tiên phải kể thần Sét. Thần Sét có danh hiệu là Thiên Lôi, tên, có khi gọi là ông Sấm, thêm một cái tên nữa. Thần có mặt mũi rất nanh ác, tiếng quát tháo rất dữ dội. Chúng ta thấy những nét chính về gương mặt của thần, gương mặt rất nanh ác, giọng nói rất dữ dội. Nhưng mà không phải là nói mà là tiếng quát tháo. Thần không nói, càng không có thể có những giọng nói dịu dàng, thủ thỉ, mà là đã nói, tức là quát. Bởi vì các em hình dung âm thanh của tiếng sấm sét mà quát tháo thì rất dữ dội. Thế còn bây giờ cụ thể hơn về công việc của thần. Gương mặt rồi, giọng nói rồi, bây giờ đến công việc nhé. Thần chuyên một việc thi hành luật pháp ở trần gian. Hành động của thần phản ánh sự thịnh nộ của Ngọc Hoàng. Thần có một lưỡi búa đá, khi xử án kẻ nào dù là người, là vật, là cây cỏ, thì thần tự mình nhảy xuống tận nơi, trỏ ngọn cờ vào đầu tội nhân, rồi dùng lưỡi búa bổ xuống đầu. Thế thì như vậy đấy là cái công việc. Chúng ta thấy là cái công việc của thần đó là thực hành những cái luật lệ của trần gian. Người ta hay nói khuyến thiện trừ ác. Với thần, với cái chức năng của thần thì thần làm một nửa sau, đó là trừ ác. Và cái ác ấy nó khiến cho Ngọc Hoàng thịnh nộ, phẫn nộ. Và chúng ta nhớ rằng cái tên của thần là Thiên Lôi, và dân gian mình có câu là thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, nghĩa là thần hoàn toàn làm theo cái mệnh lệnh của Ngọc Hoàng. Và công việc của thần đó là giải tỏa những cái thịnh nộ, cái giận dữ của Ngọc Hoàng bằng một cách dữ dội nhất. Thì đấy là cái công việc của thần. Thế nhưng mà ngoài ra thì cô còn có một cái lưu ý thứ hai với các em, đó là chúng ta còn chú ý đến những sai lầm, những điểm yếu của thần Sét nữa. Thế thì chúng ta thấy là tính thần Sét rất là nóng nảy. Vì chính vì cái nóng nảy ấy cho nên là có những lúc có thần Sét đã có lúc bị Ngọc Hoàng phạt vì đánh lầm giết hại kẻ vô tội. Thì đấy là một cái ví dụ. Như vậy là chúng ta đã thấy, chúng ta đã tìm hiểu, đã đọc, đúng không? Với những cái lưu ý của các thẻ đọc ở dọc theo văn bản của trang sách, với hai vị thần đầu tiên là thần trụ trời và thần Sét. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thần gió, vị thần thứ ba trong loạt 3 văn bản đọc 1, 2, 3. Và với thần gió thì cô muốn các em là chú ý với những cái lưu ý của thẻ đọc. Ví dụ lưu ý thứ nhất, cái thẻ thứ nhất, chú ý hình dạng và hoạt động của thần gió. Đây, cái thẻ đọc đầu tiên. Lưu ý hình dạng và hoạt động của thần gió. Cái thẻ đọc thứ hai liên quan đến một cái, có lẽ là cũng là một cái khiếm khuyết đây của thần linh đây, đó là mục đích dân gian, mục đích của việc tạo ra nhân vật đứa con của thần gió là gì. Thì ở đây cô có một cái hướng dẫn cụ thể hơn cho các em, đó là các em hãy suy nghĩ về mục đích người xưa tạo ra nhân vật đứa con nghịch ngợm của thần gió để làm gì, để lý giải điều gì, làm rõ hơn điều gì. Và nó cũng cho thấy cái cách quan niệm, cái cách hình dung tưởng tượng của người xưa, của các tác giả dân gian xưa ấy, có cái gì đấy rất thú vị nhé. Thế thì bây giờ trong quá trình đọc thì các em lưu ý cho cô hai cái thẻ đọc cơ bản ấy với những cái lưu ý mà cô đã ghi lại ở trên bảng. Thế bây giờ cô sẽ đọc một vài cái chi tiết để làm ví dụ rõ hơn, vậy để làm sáng tỏ được những cái lưu ý trong các thẻ đọc. Với cái thẻ thứ nhất là chú ý hình dạng và hoạt động của thần gió. Thần gió có một hình dạng kỳ quặc. Đầu tiên là ta thấy cái sự kỳ quặc. Thần không có đầu. Bảo bối của thần là một thứ quạt màu nhiệm. Thần sẽ làm gió nhỏ hay bão lớn, lâu hay mau là tùy theo lệnh của Ngọc Hoàng. Như vậy ở đây hình dạng của thần là dị thường, là kỳ quặc. Một vị thần không có đầu. Các em nhìn cái minh họa ở đây, cái hình minh họa ở đây. Thế và công việc của thần, hoạt động của thần đó là làm gió, làm bão và thậm chí là tạo ra lốc hay là những cái trận gió xoáy mà dân gian gọi là thần cụt đầu, đúng không? Và cũng giống như là thần Sét cũng có những lúc sai lầm do nóng nảy, thì thần gió cũng có những cái khiếm khuyết mà thậm chí là gây ra những cái hậu quả mà nó không đáng có cho hạ giới, cho trần gian. Thế thì chúng ta sẽ chú ý đến cái thẻ thứ hai, mục đích của việc tạo ra nhân vật đứa con thần gió là gì. Đấy. Thì ở cái phần sau đó là cái câu chuyện kể này kể về cái đứa con của thần gió. Thần gió có một đứa con nhỏ hay nghịch ngợm. Người ta kể chuyện có một hôm thần đi vắng, đứa con ở nhà giở quạt của cha làm gió thổi chơi. Lúc ấy ở hạ giới có một người vì mất mùa đói khổ, tìm không ra cái ăn. Hôm đó trong nhà lại có vợ đau nặng, ông ta phải cất công đi rất xa hơn một ngày đường mới xin được một bát gạo để về nấu cháo cho vợ. Về đến nhà, ông mang gạo xuống ao để vo. Lúc đó trời quang mây tạnh, tức là không có biểu hiện gì của gió lốc cả, đúng không? Đột nhiên, trận gió do con thần gió quạt lên tứ tung, làm cho bát gạo của người kia đựng trong giá văng xuống ao. Người nọ khóc lóc thảm thiết, không biết bắt đền ai. Căm tức thần gió vô hạn, quyết tâm kiện lên thiên đình. Và tất nhiên là Ngọc Hoàng sẽ xử tội thần gió, đúng không? Thì như vậy đó là 3 cái văn bản mà cô đã cùng với các em đọc. Tất nhiên với cái hình thái học như thế này thì chúng ta sẽ đọc, cô sẽ chỉ đọc lẩy một số đoạn cơ bản, và các em sẽ chủ yếu là đọc ở nhà. Và tất nhiên là đọc ở nhà thì phần lớn là các em sẽ đọc thầm, đúng không? Nhưng dù chúng ta đọc thầm hay đọc thành tiếng thì trong quá trình đọc các em cũng lưu tâm cho cô các thẻ đọc và các thẻ đọc của sách và các cái lưu ý đọc theo cái hướng dẫn của cô trong tiết học này nhé. Bây giờ cô trò mình sẽ đến với phần thứ 3, phần cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta có thể hiểu được những giá trị nội dung, những giá trị nghệ thuật của mỗi một văn bản đọc, mỗi một chuyện kể, mỗi một thần thoại trong chùm chuyện về các vị thần sáng tạo thế giới. Chúng ta sẽ sang phần thứ 3, khám phá văn bản. Trong phần này, cô cũng giới thiệu luôn với các em, đó là chúng ta sẽ đến với việc trả lời các câu hỏi. Và đây, trong cái phần mà cô đã giới thiệu ở tiết thứ nhất về cấu trúc của từng bài học, thì phần trả lời câu hỏi này đó là phần mà chúng ta sẽ thực hiện sau khi đọc văn bản. Và trong cái quá trình trả lời các câu hỏi, cô sẽ đưa ra các câu hỏi. Chúng ta sẽ có cái thời gian chúng ta suy nghĩ. Ở trên lớp mà học trực tiếp thì chúng ta sẽ trả lời các thầy cô, đúng không? Còn ở đây chúng ta sẽ suy nghĩ và sau đó cô sẽ gợi dẫn để có thể hướng tới những cái đáp án, những cái phương án trả lời. Tất nhiên, mỗi một câu hỏi có thể sẽ có rất nhiều cái phương án trả lời. Đúng không? Và đây sẽ là cái quá trình mà chúng ta cùng suy ngẫm, chúng ta cùng tư duy, chúng ta cùng tìm hiểu để hướng tới cái yêu cầu cần đạt. Đây, cái phần này là trả lời các câu hỏi này. Các câu hỏi này phần lớn đã được thiết kế, cô sẽ chủ yếu dựa vào cái hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa. Cái sách học sinh của các em ấy. Đấy. Cụ thể ví dụ như là trong sách học sinh của các em, trong cái bài này, trong cái để mà tìm hiểu cái văn bản 1, 2, 3 thì có 7 câu hỏi. Và cô thiết kế thì nó tăng thêm thành 8 câu hỏi. Trả lời 8 câu hỏi ấy có khi đó là những câu hỏi đơn lẻ và cô sẽ gợi ý để các em tìm ra đáp án. Có khi một câu hỏi lớn và sau đó thì nó là câu hỏi lớn nhưng nó lại có nhiều ý, nhiều tầng bậc nghĩa và rất là khó. Đòi hỏi cô phải gợi dẫn bằng một hệ thống các câu hỏi nhỏ, các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi nhưng chính là sự gợi ý cho các em. Thì cô có thể tạo ra, nếu như ở trên lớp chúng ta có thể tạo ra thành một cái hoạt động, ví dụ như hoạt động nhóm, và chia một lớp ra thành mấy tổ, 4 tổ, 5 tổ gì đấy, và chúng ta tạo ra những cái nhóm nhỏ với những cái phiếu học tập cụ thể. Nhưng dù chúng ta hoạt động nhóm ở trên lớp hay chúng ta suy nghĩ cá nhân trong những cái tiết học online như thế này, thì cuối cùng cũng phải là hướng đến đây, chúng ta thực hiện các hoạt động với các phiếu học tập. Còn khi mà chúng ta học online, chúng ta sẽ học hoạt động cá nhân là chính, có đúng không? Là chủ yếu để rất chủ động, chúng ta có thể học bất kỳ lúc nào. Thì mỗi một em đều phải thực hiện cái chức năng của tất cả các nhóm ấy, đúng không? Các cái nhóm hoạt động ấy, chúng ta sẽ thực hiện từng câu một. Theo cái gợi dẫn của cô với những câu hỏi phụ, những câu hỏi nhỏ để hướng tới cái yêu cầu cần đạt. Bây giờ cô sẽ nhắc lại cái yêu cầu cần đạt mà lúc đầu giờ cô đã thông báo, đã nói với các em. Thứ nhất là chúng ta phải biết được, nhận biết được các yêu cầu cơ bản của thần thoại. Và chủ yếu trong bài này đó là thần thoại Suy Nguyên. Thứ hai là chúng ta phải nắm bắt được, phân tích được các yếu tố cơ bản trong chùm chuyện về các vị thần sáng tạo thế giới. Ví dụ như cốt truyện này, thời gian này, không gian này, nhân vật này. Đây là những khái niệm mà cô đã giới thiệu sơ qua trong bài trước, đúng không? Trong phần tri thức ngữ văn. Và lần này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nữa khi đặt nó vào trong một thể loại cụ thể là cốt truyện của thần thoại, thời gian của thần thoại, không gian của thần thoại, nhân vật của thần thoại. Cái yêu cầu cuối cùng đó là chúng ta phải hiểu được cái cách nhận thức và lý giải thế giới tự nhiên của người xưa. Nó thú vị như thế nào? Ta phải thấy được vẻ đẹp một đi không trở lại của thần thoại chính là một trong những yếu tố tiên quyết quan trọng để tạo nên sức hấp dẫn cho thể loại thần thoại của chúng ta. Nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái quá trình khám phá văn bản với một số câu hỏi nhé. Cụ thể cô đã nói rồi, có 8 câu hỏi. Và 8 câu hỏi này trong tiết đầu chúng ta sẽ có thể đi vài câu hỏi đầu tiên để có được những cái nhận biết đầu tiên theo cái hướng, theo cái yêu cầu cần đạt. Các em hãy quan tâm cho cô câu hỏi thứ nhất, quan sát cho cô câu hỏi thứ nhất trên bài. Đó là xác định thời gian, không gian, nhân vật và sự kiện chính trong từng chuyện kể. Và với câu hỏi này cô gợi ý là các em nên tạo cho cô một cái bảng để đối sánh. Khi mà chúng ta tạo bảng đối sánh như thế thì cái sự đối sánh nó rất minh triết, rất minh bạch, rất rõ ràng. Và chúng ta có thể nhìn thấy ngay cái sự giống nhau hoặc là khác nhau, đúng không? Của 3 văn bản liên quan tới 3 vị thần, thần trụ trời, thần sét và thần gió. Bây giờ chúng ta sẽ đến với văn bản đầu tiên nhé. Văn bản đầu tiên, văn bản thứ nhất trong cái số thứ tự đầu. Thì cũng đi theo từng cột một. Xem là thời gian, không gian, nhân vật và cái sự kiện chính, hành động chính liên quan đến chức năng chính của vị thần ấy là gì. Bây giờ thời gian, các em hãy quan tâm cho cô thời gian nhé. Bây giờ trong cái lưu ý thứ nhất, trong cái cột thứ nhất để chúng ta có thể điền cái nội dung thông tin vào, khi mà chúng ta đã có thể hiểu được phần nào qua các cái lưu ý của các thẻ đọc trong quá trình đọc, thì bây giờ chính là lúc mà chúng ta điền những cái tiếp nhận ấy của chúng ta, những cái kết quả tư duy ấy của chúng ta vào trong cái bảng này. Thứ nhất, trong về mặt thời gian, thuở ấy, lúc đó, đúng không? Thế rồi thần ở trong đám hỗn độn ấy không biết đã từ bao lâu, không xác định, không hề xác định, nó xa xăm, nó mơ hồ quá, nó không xác định. Đây sẽ là thông tin thứ nhất, nội dung chi tiết thứ nhất mà chúng ta có thể điền vào ở phần này, đó là thời gian. Cái điều thứ hai là về mặt không gian. Với cái cột thứ hai, cái yêu cầu cần điền thông tin vào cột thứ hai là không gian, thì chúng ta thấy là cái không gian ở đây, một cái đám hỗn độn, một cái cõi hỗn mang, tăm tối và lạnh lẽo. Đấy là cái cõi thứ nhất, cõi trước. Sau đấy thì khi mà thần bắt đầu dựng lên một cái cây cột khổng lồ để trụ trời, thì cái cây cột ấy cao bao nhiêu, cái vòng trời được đẩy lên cao bấy nhiêu. Trời như cái bát úp khổng lồ, đất như là cái mâm vuông phẳng ở bên dưới. Như vậy là có cả cõi trời, cả cõi đất, cả cõi trời và cả cõi trần gian. Có đúng không? Đấy. Thì chúng ta thấy là đây cũng là một cái đặc điểm rất thú vị của thần thoại. Đó là không gian ở đây là các cõi khác nhau, từ cõi trời đến cõi đất, từ cõi thần linh tới cõi trần gian trong vũ trụ. Một cái cột thứ ba mà chúng ta phải quan tâm về thông tin cần điền đó là nhân vật. Nhân vật ở đây là thần trụ trời rồi, cho nên đương nhiên nhân vật là thần linh. Thế còn cái sự kiện chính, cái công việc chính của thần, cụ thể là thần trụ trời ở đây là gì? Là đắp cột, chống trời, là tách rời giữa trời và đất. Nhá. Thì như vậy với cái văn bản thứ nhất về thần trụ trời, chúng ta đã tìm hiểu được những thông tin cho 4 cột: thời gian, không gian, nhân vật và sự kiện chính. Chúng ta sẽ đến với văn bản thứ hai, đó là thần Sét. Và chúng ta cũng sẽ điền thông tin vào từng cột: thời gian, không gian, nhân vật và sự kiện chính. Thế thì không giống như là trong cái văn bản đọc thứ nhất là thần trụ trời, ta thấy rất rõ những cái từ ngữ, những cái cụm từ chỉ gợi nhắc đến thời gian và không gian của cái câu chuyện về thần trụ trời, thì cả câu chuyện về thần Sét và tí nữa là thần gió chúng ta đều thấy không rõ cái điều đấy, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể suy luận được, đúng không? Ví dụ như trong đám tướng lĩnh của Ngọc Hoàng thì có thần Sét, người ta còn gọi là thiên lôi hay thần sấm. Đây là một câu giới thiệu về thần. Thế thì nhưng mà đám tướng lĩnh của Ngọc Hoàng là ai? Ở đâu? Ngọc Hoàng còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Các em hãy xem cái chú giải ở cuối trang. Ngọc Hoàng chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là vua ở trên trời, như vậy ở cõi trời, đúng không? Thế nhưng mà khi mà thần Sét mà thực thi cái luật pháp hay là để giải tỏa cái cơn tức giận hay là sự thịnh nộ của Ngọc Hoàng ấy, thì thường giáng xuống cây cỏ, muôn loài muôn vật ở dưới đất. Như vậy tức là thần có thể ở trên trời, nhưng hành động của thần, công việc của thần thì lại liên quan tới cõi trần gian ở bên dưới. Còn từ bao giờ chúng ta không thể biết được. Vẫn là những cái từ mà gợi đến, ví dụ như một hôm, một lần, khi mà liên quan đến những công việc của thần, cũng chính là những cái thời gian không xác định. Và cái thời gian ấy ta hiểu rằng nó cũng xa xăm lắm rồi. Còn không gian như vừa rồi cô nói, từ cõi của thần linh trên trời cho đến cõi trần gian dưới đất, đúng không? Các cõi khác nhau trong vũ trụ. Còn nhân vật thì đương nhiên cũng giống như là ở thần trụ trời, thì đây là thần Sét, tướng lĩnh của Ngọc Hoàng, thì nhân vật ở đây là thần linh. Còn cái sự việc chính, công việc chính, chức năng chính của thần như cô đã nói, đó là thần làm cái nhiệm vụ là dùng cái cây búa đá của mình trị tội muôn loài, những loài nào, những người nào, những vật nào có tội theo lệnh của Ngọc Hoàng. Đấy. Và tạo nên sấm, tạo nên sét để mà trị tội những cái tội nhân ở bên dưới cõi trần gian. Thì đây chính là vị thần thứ hai. Chúng ta sẽ đến với vị thần thứ ba trong văn bản đọc 3, đó là thần gió. Cũng giống như thần Sét, thần gió, thời gian, tồn tại, hoạt động của thần gió không xác định. Ta chỉ biết đó là một cõi, một cái khoảng thời gian xa xưa, xưa cũ, không xác định. Thứ hai là chúng ta thấy là thần gió thì đương nhiên cũng là một trong các tướng lĩnh của Ngọc Hoàng rồi. Cho nên là ở cái cõi thần linh trên cõi trời. Nhưng mà những cơn gió, những trận gió, những làn gió, hay là thậm chí những trận bão, những cái cơn lốc vân vân mà thần tạo ra thì nó lại tác động vào tất cả mọi cõi khác nhau trong vũ trụ, từ cõi thần đến cõi người, có đúng không? Cho nên cái không gian nó cũng có cái nét là rất là giống với các cái văn bản đọc 1 và 2. Nhân vật cũng vậy, đó là thần linh. Duy nhất sự khác nhau đó là cái chức năng của vị thần. Đó là sự kiện chính. Thần gió làm cái việc gì? Thần dùng cái cây quạt thần của mình để tạo gió, tạo lốc, tạo bão dưới trần gian và trong các cõi của vũ trụ. Thì như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái câu hỏi thứ nhất của sách học sinh của các em, đúng không? Đó là chúng ta cần phải lưu ý về thời gian, không gian, nhân vật và sự kiện chính của mỗi một cái tác phẩm thần thoại, mỗi một chuyện kể thần thoại. Và cụ thể chúng ta đã thấy rằng các cái câu chuyện này, cả thần trụ trời, thần sét và thần gió đều có những nét rất giống nhau. Chỉ có cái chức năng là thay đổi, là khác nhau. Và bây giờ cô cùng với các em chúng ta có lẽ là khái quát lại trong một vài cái vấn đề cơ bản nhé. Sau khi chúng ta tìm hiểu xong câu hỏi số 1 thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái nội dung khái quát lại những điều mà chúng ta đã tìm hiểu được. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy được các yếu tố cơ bản của thần thoại. Và các em lưu ý, không biết còn nhớ không, đây cũng chính là một trong những nội dung của yêu cầu cần đạt mà chúng ta cần hướng đến. Chúng ta phải nắm bắt được các yếu tố cơ bản của thần thoại. Qua cái bảng đối sánh vừa rồi, tổng kết và đối sánh 3 vị thần, chúng ta thấy là thời gian trong cả 3 cái chuyện kể ấy đều là thời gian phiếm chỉ. Phiếm chỉ là gì? Là không xác định. Và vì thế cho nên nó mang cái tính ước lệ rất là cao, đúng không? Thời gian phiếm chỉ, ước lệ, không xác định. Thứ hai, không gian. Đương nhiên rồi, cả 3 cái văn bản về thần trụ trời, thần sét, thần gió đều là những cái cõi khác nhau trong vũ trụ. Sự xuất hiện của các vị thần, hoạt động của các vị thần, từ nó không có cái ranh giới giữa các cõi. Các vị thần có thể di chuyển, đúng là thần linh mà, từ cõi này đến cõi khác, từ cõi trời tới cõi người, đúng không? Các cõi khác nhau trong vũ trụ. Nhân vật chính thì đương nhiên rồi, đó là các vị thần, thần trụ trời, thần sét và thần gió. Điều mà chúng ta cần tìm hiểu cuối cùng ở các yếu tố cơ bản của thần thoại chính là cái chức năng cơ bản của các vị thần là làm gì. Và đây cũng chính là điều mà nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được một dấu hiệu cực kỳ quan trọng liên quan đến khái niệm mà chúng ta đã phần nào tìm hiểu được, được nghe giới thiệu và đã được đọc trong cái phần tri thức ngữ văn của đầu bài, đó là thần thoại suy nguyên, đúng không? Thế thì thần trụ trời thì tách rời trời và đất, thần gió thì tạo gió, tạo lốc, tạo bão, thần sét thì tạo ra sấm sét, đúng không? Thế thì chúng ta thấy là gió, bão, sấm sét là gì? Là các hiện tượng phổ biến chúng ta thường rất hay gặp trong thiên nhiên, trong vũ trụ. Thế còn tách rời giữa trời và đất chính là tạo ra vũ trụ. Vậy sự kiện chính trong các cái văn bản của truyện kể mà chúng ta vừa đọc vừa tìm hiểu là gì? Là tạo lập vũ trụ là một, sáng tạo thế giới, tạo lập vũ trụ, và đặc biệt là tạo ra các hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ như là gió, là bão, là sấm, là sét nhé. Thì đây sẽ là phần thứ nhất mà các em cần phải nhớ. Thế nhưng mà vừa rồi thì chúng ta thấy là ở cái ý thứ tư trong cái phần các sự kiện chính hay là chức năng của các vị thần thì cô có nói với các em là đây sẽ là một trong những yếu tố liên quan đến cái khái niệm mà chúng ta đã được giới thiệu ở phần tri thức ngữ văn, đó là thần thoại suy nguyên. Thế thì bây giờ cô cùng các em sẽ đến với câu hỏi số 2 nhé. Câu hỏi số 2 chính là hướng về đến thần thoại suy nguyên. Câu hỏi số 2 các em hãy xem. Hãy chỉ ra một số dấu hiệu giúp người đọc nhận biết 3 chuyện kể trên đều thuộc nhóm thần thoại suy nguyên. Thế thì chúng ta hãy lại kiểm chứng lại xem phần. Bây giờ các em có thể dở nhanh cái phần tri thức ngữ văn xem là thần thoại suy nguyên là thần thoại như thế nào, nhằm mục đích gì. Đấy. Thì chúng ta sẽ áp vào đây để thấy rằng quả thật cả thần trụ trời, thần sét, thần gió đều là 3 chuyện kể thuộc cái nhóm thần thoại suy nguyên. Thế thì đầu tiên Chúng ta có thể thấy là chuyện kể cả ba văn bản đọc đều giúp cho chúng ta nhận thức này, lý giải được cái sự hình thành cái thế giới này, cái vũ trụ này, cái thế giới này như thế nào. Tại sao tự nhiên lại có trời, có đất? Tất nhiên là theo cách nhìn thần thoại của người xưa. Tại sao lại có gió, có sấm, có chớp? Tại sao khi mà người ta muốn là phòng trừ sấm sét thì người ta còn thậm chí là không có gà gáy thật. Ví dụ giữa đêm sao có gà gáy thì người ta giả tiếng gà gáy để dọa thần. Tại sao lại có cái thói quen ấy, cái hành vi ấy? Vậy thì đây là chức năng đầu tiên của thần thoại Suy Nguyên, và cũng là cái chức năng được thể hiện trong cả ba văn bản đọc thần trụ trời, thần sét, thần gió mà chúng ta vừa tìm hiểu. Chuyện kể cả ba chuyện giúp người đọc nhận thức lý giải, thứ nhất về sự hình thành thế giới vũ trụ, hình thành vũ trụ, hình thành thế giới. Thứ hai là lý giải các cái hiện tượng tự nhiên như là gió, như là sấm, như là chớp, như là bão, như là lốc. Thứ ba là lý giải được các cái thói quen, các cái hành vi, các cái tập quán rất là cụ thể, rất là gần gũi thân thuộc trong cuộc sống của con người cõi trần gian. Và đặc biệt, tức là cả ba chuyện kể này đều cho ta thấy là cả ba vị thần đều mang cái chức năng sáng tạo thế giới. Và đương nhiên với tầm vóc của họ, với hành động của họ, với dáng vẻ của họ, ta thấy họ là hiện thân cho những sức mạnh tự nhiên phi thường, vĩ đại, siêu phàm với tầm vóc vũ trụ. Cô nhắc lại một chi tiết để các em thấy, các em hiểu rõ hơn bốn chữ này, tầm vóc vũ trụ. Các em nhớ lại thần trụ trời. Từ cái cõi hỗn mang của cái thuở xa xăm trong lịch sử mà chưa có loài người nhé, lịch sử vũ trụ này, thì chúng ta thấy là một vị thần thân thể lớn lao. Mỗi bước đi của thần mà nói như bây giờ là từ tỉnh này sang tỉnh kia, từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Đấy là tầm vóc vũ trụ đấy. Nhá. Thì như vậy đây là những cái đặc điểm mà các em cần lưu ý cho cô về thần thoại Suy Nguyên. Và như vậy là ta hoàn toàn có thể khẳng định ba cái chuyện thần thoại trong ba văn bản đọc mà chúng ta vừa đọc, vừa tìm hiểu được một phần, đó đều là những thần thoại Suy Nguyên. Đó là những cái thần thoại, những cái chuyện kể mà giúp cho chúng ta nhận thức, lý giải về sự hình thành thế giới, hình thành vũ trụ cũng như là các hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống con người. Nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến cụ thể hơn với những cái giá trị nội dung và cả những giá trị nghệ thuật nữa, những thủ pháp nghệ thuật, những giá trị nội dung trong ba cái văn bản đọc về các vị thần sáng tạo thế giới. Và chúng ta sẽ lần lượt đến những câu hỏi tiếp theo. Bây giờ câu hỏi số 3 nhé. Đây. Trong cái nhìn của con người thời cổ đại, người xưa đấy, người cổ đại đấy, thì thần trụ trời, thần gió và thần sét đều có hình dạng và tính khí ra sao? Ở đây cô có cái lưu ý hai cái gạch chân và hai từ hình dạng, tính khí. Chúng ta phải quan tâm đến thứ nhất là hình dạng của họ. Và khi mà có một câu hỏi là trong cái nhìn của con người cổ đại thì thần trụ trời, thần gió, thần sét có hình dạng và tính khí ra sao, một câu hỏi gộp lại như thế thì ta hiểu rằng cái đặc điểm của hình dạng và tính khí này có lẽ sẽ có những nét, có những cái bình diện là nó giống nhau nhé. Thì đầu tiên các em hãy nhớ lại cái hình dạng, ví dụ như là hình dạng của thần trụ trời, đúng không? Cái tầm vóc của thần trụ trời, thân thể lớn lao, mỗi một bước đi của thần từ đỉnh, như là từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia, từ tỉnh này sang tỉnh khác, đúng không? Cho nên ta có thể thấy là thứ nhất, họ đều có cái hình dạng lớn lao, kỳ vĩ, mang tầm vóc vũ trụ, đúng không? Đấy là cái thứ nhất nhé. Thứ hai là tính khí. Thế thì từ đầu đến giờ là chúng ta chưa đề cập đến, chúng ta nói nhiều về hành động, về hình dạng, về tầm vóc của các vị thần, nhưng chưa nói đến tính khí, chưa nói nhiều đến tính khí, ngoại trừ là cái tính nóng nảy của thần sét thôi, đúng không? Thế bây giờ cô sẽ nói cụ thể hơn một chút nhé, gợi ý cho các em. Khi mà cô đưa ra câu hỏi, khi mà các em nhìn câu hỏi hiện ở trên bảng, thì đây cũng là lúc mà cô dành cho các em một chút thời gian rất nhanh để suy nghĩ. Và trong quá trình học online này, tuy nó có những cái hạn chế về mặt tương tác, nhưng nó sẽ tập cho các em một cái thói quen tuyệt vời của con, rất cần cho con người thời hiện đại, đó là nghĩ nhanh, nắm bắt nhanh, đọc nhanh, nhìn nhanh. đúng không? Cho nên là khi mà cô đưa ra câu hỏi và trên bảng hiện câu hỏi, ngay lập tức các em như là ấn một cái nút ấy, để mình có thể kích hoạt được, để mình bắt đầu tư duy, suy nghĩ, nắm bắt. Và sau đó khi mà cô đưa ra đáp án thì các em có thể có cái đối sánh giữa những điều mình đã suy nghĩ với những đáp án của cô ở trên bảng. Và chúng ta có thể đong đếm được cái kết quả học tập và suy nghĩ của mình, đúng không? Thế thì chúng ta thấy là chúng ta hãy điểm từng vị thần nhé. Thứ nhất, thần trụ trời. Có cái câu là thần cứ một mình cậy cục, đào đất, đắp đất đá thành một cái cây cột. Và cái cây cột ấy cao bao nhiêu thì trời được nâng lên bấy nhiêu. Các em cứ hình dung, bây giờ có một lúc nào đó các em đứng dưới mặt đất, các em nhìn lên bầu trời vòi vọi, vời vợi, thăm thẳm xa xăm. Và các em nghĩ là cái cây cột ấy mà thần trụ trời đắp ấy phải cao bao nhiêu, phải bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức để có thể đẩy trời tách ra khỏi mặt đất, từ cái cõi hỗn mang bùng nhùng phía đầu tiên mà bây giờ bầu trời mặt đất tách rời nhau như thế, với một khoảng cách mà ta cảm thấy gần như là vô tận như vậy. Đúng không? Thì ta có thể thấy được cái tính khí đầu tiên, cái tính cách đầu tiên của vị thần trụ trời là rất cẩn mẫn. Cẩn mẫn vô cùng. Cứ một mình cậy cục, đào, đắp, làm, đẩy, đúng không? Để tạo lập ra cái thế giới ngày hôm nay như chúng ta đã nhìn thấy, đã chiêm ngưỡng. Mặt đất mênh mông ở bên dưới, bầu trời vời vợi ở bên trên. Cho nên cái có thể thấy là cái tính khí đầu tiên của vị thần đầu tiên đó là sự cẩn mẫn của thần trụ trời. Còn thần sét thì cô nói rồi, đúng không? Rất nóng nảy. Vị thần thứ ba là thần gió. Thì chúng ta thấy là thần gió thì vừa có cái là thần gió là hay quên là một này. Thế rồi lại thêm một điều nữa là chúng ta thấy là thần lại có một cái đứa con nghịch ngợm này. Dân gian đã tạo ra cái nhân vật đứa con nghịch ngợm ấy để lý giải cho cái việc là tại sao lại có những cái trời đang có thể nói là rất êm đềm yên ả, tự nhiên lại có trận gió, trận lốc, trận bão bất thường kéo tới. Thì nó gợi đến một cái tính nữa, cái tính khí nữa, đó là cái tùy hứng thất thường. Đúng không? Mà dân gian đã mượn cái đứa con của thần gió để lý giải cho cái điều đấy. Sau này trong văn học hiện đại có một bài thơ, có một cái tứ thơ rất thú vị của Nguyễn Bính. Nguyễn Bính có nói câu này này: gió mưa là chuyện của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Thế thì gió mưa là cái gì đấy nó thất thường lắm. Nay gió mai mưa, nay nắng mai mưa. Và chúng ta có thể thấy rằng là tất cả cái thất thường của trời đất, nhiều khi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày các em hay nói là bạn thất thường quá, cứ như là thời tiết ấy. Vậy thì cái thời tiết, cái nắng mưa, cái gió bão, tất cả đều nhiều khi nó khôn lường, nhiều khi không thể đoán trước được. Nhiều khi cái dự báo, tại sao mà cái phần dự báo thời tiết người ta chỉ dùng cái từ là dự báo chứ không phải là thông báo, đúng không? Thông báo là thông tin chính thức, nhưng dự báo là chỉ là dự đoán thôi, có thể sẽ có cái thay đổi, cái phát sinh, cái diễn biến. Thế thì đấy là nó liên quan đến cái tính khí của vị thần thứ ba, thần gió nhé. Tất nhiên là phải nhờ có cái chi tiết về nhân vật đứa con, nhưng chủ yếu nó là thể hiện cái tính khí của thần, rất tùy hứng, rất thất thường, đúng không? Thì đó chính là những cái câu hỏi mà đấy là cái câu hỏi số 3, cái câu hỏi mà giúp cho chúng ta có thể hình dung ra cái hình dạng lớn lao kỳ vĩ của các vị thần và cái tính khí của từng vị thần. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là mỗi vị thần có một cái công việc mà chúng ta đã thống kê ở trong cái bảng đối sánh rồi đấy. Thế thì những cái công việc ấy đã được người xưa miêu tả như thế nào, nhằm mục đích gì? Các em sẽ sang một câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 4. Công việc của thần trụ trời, thần sét và thần gió là gì? Câu hỏi này thì rất dễ, có đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng này, cái vế sau của câu hỏi, công việc đó được miêu tả như thế nào? Cái này cũng tương đối dễ. Quan trọng nhất, nhằm mục đích gì? Đây là câu hỏi đòi hỏi các em phải tư duy. Như vậy là các em để ý thấy cho cô một điều này nhé. Mỗi một câu hỏi, không phải là chỉ ví dụ như 7 câu hỏi của sách giáo khoa, của sách mà các học sinh của các em ấy, thì được chia theo cái cấp độ nhận thức. Có thể là từ nhận biết cho đến thông hiểu, cho đến vận dụng, rồi vận dụng cao. Nhưng mà thậm chí ngay trong từng câu hỏi cũng đã chia theo cấp độ của nhận thức rồi. Ví dụ công việc của thần trụ trời và thần xét là gì? Nhận biết thôi, đúng không? Thần trụ trời thì trụ trời, đắp một cây cột trụ trời, trụ để đẩy trời lên, để tách rời trời và đất. Thần xét là gì? Là tạo ra xét. Thần gió tạo ra gió, ra bão, vân vân. Đấy là câu hỏi thuần túy nhận biết và các em có thể trả lời trong một chớp mắt, đúng không? Thứ hai là công việc ấy được miêu tả như thế nào và nhằm mục đích gì. Đây là điều rất quan trọng. Thế thì bây giờ chúng ta hãy thử xem nhé. Trong cô sẽ lần lượt nói với các em, đưa ra cho các em 3 câu hỏi để gợi mở, gợi ý. Thứ nhất, tức là một cái câu hỏi chung của sách giáo khoa, câu hỏi số 4 thì cô sẽ cụ thể hóa thành những câu hỏi nhỏ hơn để mang tính chất gợi ý, gợi dẫn cho các em. Trong 3 văn bản đọc, thần trụ trời, thần xét, thần gió lần lượt làm những việc gì? Rồi đó là những công việc mang tính chất như thế nào? Rồi giải thích tại sao con người thời cổ đại lại tưởng tượng về việc làm của các vị thần trong thần thoại vừa lớn lao, kỳ vĩ lại vừa gần gũi thân thuộc như vậy. Đấy chính là cái mục đích. Còn bây giờ cô trò mình sẽ đi cụ thể vào từng câu nhé. Và các em khi mà nhìn thấy câu hỏi hiện ra thì ngay lập tức nạp vào trong đầu, nghĩ đi nhé. Trong 3 văn bản đọc, thần trụ trời, thần xét, thần gió lần lượt làm những việc gì? Cái việc này thì như cô vừa nói lúc vừa rồi xong. Nhưng nếu mà chúng ta gắn với cái khái niệm về thần thoại suy nguyên ấy, theo cô nghĩ là các em nên trả lời hướng về cái khái niệm của thần thoại suy nguyên để chúng ta kiểm chứng thêm một lần nữa về khái niệm. Thần trụ trời tách rời trời và đất. Đấy chính là việc tạo lập vũ trụ. Sáng tạo thế giới cũng là tạo lập vũ trụ. Một việc làm cực kỳ lớn lao. Thứ hai, thần xét tạo ra sấm, ra sét. Thần gió tạo ra gió, ra lốc, ra bão. Đó là những hiện tượng tự nhiên. Đây chính là hai cái ý để các em có thể trả lời cho cái câu hỏi, cái vế thứ nhất của câu hỏi là 3 vị thần lần lượt làm những việc gì, đúng không? Thế bây giờ có một cái vế thứ hai nữa, đó là cái tính chất của những cái việc làm. Đây là những việc làm mang tính chất như thế nào? Chúng ta thấy là cái việc mà thần trụ trời đào đất lên, lấy đất rồi lấy đá, đắp lên một cây cột khổng lồ, một cây cột vĩ đại, một cây cột mà khả dĩ đến bây giờ có thể mà chống được cái bầu trời. Ta hình dung là tạo ra một cái thế giới như bây giờ chúng ta nhìn thấy với cái mặt đất mênh mông ở dưới như một cái mâm vuông và bầu trời như một cái bát úp. Đúng là trong cái nhìn trực quan của chúng ta, trong cái cảm nhận trực tiếp của thị giác thì chúng ta chỉ thấy như thế thôi, trời vuông và đất tròn, đúng không? Theo cái quan niệm của người xưa đấy. Còn bây giờ thì chúng ta biết là cái hình dạng của trái đất không phải như thế rồi, ta biết rồi, đúng không? Thế nhưng trong cái cảm nhận của thần thoại thì là như thế. Và vậy thì đây là việc làm như thế nào? Hoặc là cái việc mà tạo ra gió, ra bão, ra sấm, ra sét, những cái hiện tượng tự nhiên mà khiến cho con người nhiều khi sợ hãi vô cùng. Đấy là những việc làm ra sao? Đây, những việc làm của 3 vị thần đều lớn lao, đều kỳ vĩ, đều thần bí, đều đáng sợ. Và đương nhiên đây là những cái việc làm, những cái tính chất của việc làm mà nó gợi đến. Các em có nhớ cái lúc đầu khi mà cô đặt ra một tình huống giao tiếp là em kể một câu chuyện gì đấy và bạn em có thể nhận xét là ôi, chuyện của cậu nghe như thần thoại. Vậy thì cái thần thoại là cái sự hoang đường. Vậy là tất cả những cái lớn lao, kỳ vĩ, đáng sợ và thậm chí thần bí, bí ẩn ấy nó gợi đến cái màu sắc hoang đường của thần thoại, có đúng không? Nhá. Tuy nhiên chúng ta hãy nhớ lại từng cái văn bản đọc. Thần trụ trời, thần cứ cậy cục một mình cẩn mẫn làm việc. Rồi thần xét nóng nảy. Cái nóng nảy có vẻ là, và thậm chí nóng nảy đến mức tạo ra sai lầm, gây ra sai lầm. Hay là thần gió có một chút chảnh mảng nào đó, cái thất thường tùy hứng nào đó được hiện hữu qua cái hình ảnh cái đứa con nghịch ngợm ấy, thì cũng là một cái gì đấy nó rất là gần gũi, rất là đời thường, có đúng không? Hóa ra là thần cũng có lúc quên, có lúc nóng cả giận mất khôn. Và nó làm cho những cái việc làm của các vị thần nó hình như nó cũng rất là gần, rất là quen với cuộc sống hàng ngày. Và sau này ta hiểu rằng đó là nó phản ánh cái cuộc sống sinh hoạt, lao động, sản xuất rất đời thường của con người. Thì đây là cái tính chất thứ hai trong việc làm của các vị thần nhé. Thế là chúng ta đã trả lời được là các thần làm gì rồi này, rồi những việc làm ấy nó mang tính chất như thế nào rồi này. Thì ta thấy là có hai cái tính chất vừa rất lớn lao kỳ vĩ lại vừa rất là bình dị, gần gũi, thân thuộc, quen thuộc. Bây giờ có một vấn đề đặt ra là tại sao con người thời cổ đại lại tưởng tượng về việc làm của các vị thần trong thần thoại với cái tính chất như vậy? Câu hỏi này bắt đầu nó khó hơn, cứ dần khó dần lên một chút. Tại sao? Nếu là con người thời hiện đại bây giờ chúng ta vẫn có thể kể những câu chuyện cổ tích, kể chuyện cho bé nghe, kể chuyện cho bé ngủ, có đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn có thể có những câu chuyện cổ tích mà được kể, được sáng tác trong thời hiện đại. Nhưng có lẽ cái sự lớn lao kỳ vĩ hay là cái gần gũi thân thuộc ấy nó không đơn sơ, nó không minh triết, nó không hấp dẫn giống như là thần thoại ngày xưa nữa hay sao ấy. Đúng không? Bởi vì thế này này, nếu là chuyện cổ tích hay là cái câu chuyện mà gọi là hư cấu của người hiện đại bây giờ ấy, nó mang cái tư duy của con người thời hiện đại. Còn đây là mang cái tư duy và cái cảm nhận, cảm quan của người thời tiền cổ, của cái con người thời cổ đại. Chúng ta có thể nhận thấy là trong cái câu hỏi nhỏ này cũng bao hàm hai ý. Và bây giờ cô sẽ lần lượt, các em từ nãy đến giờ cũng đã suy nghĩ được ít nhiều rồi đúng không? Và bây giờ cô sẽ lần lượt lý giải cho các em từng ý một của câu hỏi này. Giải thích vì sao con người thời cổ đại tưởng tượng về việc làm của các vị thần trong thần thoại vừa lớn lao kỳ vĩ vừa gần gũi quen thuộc. Thứ nhất, tại sao các việc làm của các vị thần lại lớn lao kỳ vĩ đến thế? Chúng ta biết rằng là con người thời cổ đại, cái nhận thức của họ về thế giới rất hạn chế. Nhận thức về chính mình, nhận thức về thế giới xung quanh mình rất hạn chế. Bây giờ con người thời hiện đại có thể đã đi ra ngoài vũ trụ, đã khám phá thế giới, khám phá vũ trụ, đã lên tới mặt trăng và các vì sao. Nhưng ngày xưa, người xưa thì chỉ có thể chiêm ngưỡng, ngắm nhìn thế giới vũ trụ với trăng, với sao từ mặt đất bình yên bé nhỏ. Và vì thế cho nên là chúng ta thấy là với họ thì vũ trụ quá lớn lao, quá xa vời. Và các cái hiện tượng như của tự nhiên như là mưa, là gió, là bão, là sấm, là sét, nó quá bí ẩn, quá đáng sợ. Và cho nên là tất cả cái lớn lao, cái bí ẩn, thậm chí nhiều khi là đáng sợ ấy, không thể lý giải bằng cái sự bình thường của người thường được. Mà người ngày xưa, người cổ đại, người ta thường gặp được, mà chỉ có thể lý giải bằng cái việc làm rất kỳ vĩ và nhiều khi rất đáng sợ của các vị thần qua trí tưởng tượng của họ. Và đây chúng ta có thể thấy đây chính là cái đáp án, một cái gợi ý mà cô đưa ra. Đó là vũ trụ quá lớn lao, các hiện tượng tự nhiên quá bí ẩn, cho nên không còn một cách lý giải nào mà người xưa cảm thấy thỏa đáng bằng việc đó là gắn những cái sự lớn lao bí ẩn ấy với việc làm kỳ vĩ, đáng sợ. Tất nhiên là nhiều khi đáng sợ thôi, không phải lúc nào cũng đáng sợ, của các vị thần thông qua trí tưởng tượng của người xưa. Một trí tưởng tượng bay bổng, lãng mạn, tuyệt vời. Đúng không? Đấy là cái ý thứ nhất của câu hỏi. Tại sao các việc làm của các vị thần lại lớn lao kỳ vĩ đến thế? Cô đã lý giải, đưa ra một cái phương án lý giải. Các em tất nhiên các em đều có thể tự suy nghĩ và có thể có những phương án khác, hoặc là bổ sung, hoặc là tìm một phương án khác, một cách lý giải khác. Bây giờ một cái ý thứ hai của câu hỏi. Đúng rồi, cái việc làm các vị thần rất lớn lao, rất kỳ vĩ, nhưng mà tại sao lại có một cái nét có những nét rất gần gũi, như là cái cần mẫn của thần trụ trời, hình như rất gần với những người lao động mà chúng ta gặp trong cuộc sống đời thường, đúng không? Cái nóng nảy của thần sét cũng gợi đến một cái cá tính mà chúng ta cũng có thể đã gặp của một ai đó trong cuộc sống hàng ngày. Thế rồi cái sai lầm, cái khiếm khuyết, cái chảnh mảng, cái lơ đãng của thần gió mà được hiện hữu thông qua cái chi tiết, cái nhân vật về đứa con nghịch ngợm của thần ấy, Thì đây là cái mà có khi là cái tính nhiều khi chúng ta gặp ở chính bản thân mình hoặc những người xung quanh mình, rất đời thường. Đấy. Cái trong cái cuộc sống lao động, học tập, quen hàng ngày ta vẫn có thể gặp những điều đấy. Còn người xưa, chúng ta có thể thấy là cái nhận thức của họ hạn chế. Còn cái trí tưởng tượng không phải nó là vô biên vô hạn. Và vì thế cho nên là để mà truyền tải cái trí tưởng tượng về việc làm các vị thần thì họ phải thể hiện bằng những cái công việc rất cụ thể, những hình ảnh rất cụ thể của cuộc sống hàng ngày của họ. Và đây chính là cách lý giải, một cái lý giải của cô cho cái tính chất thứ hai trong việc làm của các vị thần rất gần gũi quen thuộc. Vì sao? Bởi vì nó được hình dung, việc làm của các vị thần là được hình dung và cụ thể hóa bằng những cái hình ảnh của cuộc sống lao động, sinh hoạt quen thuộc của con người thời Nguyên Thủy. Cho nên là nó rất gần gũi với con người đấy, đúng không? Như vậy là trong cái tiết học thứ nhất này, trong cái phần mà chúng ta khám phá cái nội dung của bài học với cả giá trị hình thức, giá trị nội dung, từ giá trị nghệ thuật đến giá trị nội dung của các cái văn bản đọc 1, 2, 3, thì cô dừng lại ở 4 câu hỏi đầu tiên. Còn những câu hỏi từ câu hỏi thứ 5 trở đi cho đến những cái hoạt động tiếp theo thì cô sẽ hẹn các em sang tiết học sau nhé. Chúng ta sẽ dừng bài học ở đây và chúc các em học thật tốt. Và chúng ta sẽ suy nghĩ lại, thống kê lại, thâu tóm lại tất cả những cái kiến thức mà trong cái tiết học này cô đã giúp cho các em, gợi mở cho các em và đưa ra phần nào những phương án, những đáp án để các em có thể nhận thức, có thể nắm bắt. Và chúng ta sẽ kiểm chứng nó, đong đếm nó xem là tất cả những điều mà em nắm bắt được về nội dung hay là nghệ thuật của 3 văn bản đọc 1, 2, 3 qua 4 câu hỏi đầu tiên này, qua những phần gợi dẫn của khởi động, rồi những cái lưu ý trong quá trình đọc, rồi những cái thẻ đọc vân vân, thì đã giúp cho các em nắm bắt được điều gì trong những yêu cầu cần đạt, nói chung của bài chuyện kể và nói riêng của 3 văn bản 1, 2, 3 này nhé. Cô chúc các em học tốt. Xin hẹn gặp lại trong tiết học sau. Xin chào các em.